Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe những thông tin cập nhật về giáo huyết Thái ngày hôm nay, ngày 13 tháng 4 năm 2022. Chúc các bạn ngày mới nhiều sức khỏe và thành công trong công việc. Thưa các bạn, theo ghi nhận đầu giờ sáng nay, giáo huyết Thái được các vựa báo về nhìn chung ổn định so với ngày hôm qua. Ghi nhận tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, khu vực miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, giá mít Thái loại kem lớn được thu mua ở mức cao nhất 8.000 đồng một kg ở các vựa, kem nhỏ là 4.000 đồng và mít chợ là 3.000 đồng. Tại tỉnh Tiền Giang, các vựa hôm nay báo giá mít Thái loại kem lớn 8.000 đồng, kem nhỏ 4.000 đồng và mít chợ là 3.000 đồng. Giá vườn được các thương lái vào cắt với mít Thái loại kem lớn 5.000 đồng một kg, kem nhỏ và mít chợ là 2.000 đồng một kg. Cụ thể tại vựa mít Hoài ở xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, báo giá mít Thái hôm nay ngày 13 tháng 4, mít Thái kem lớn 8.000 đồng, kem nhỏ 4.000 đồng và mít chợ là 3.000 đồng. Giá mít Thái tại tỉnh Đồng Tháp và An Giang, các vựa thu mua mít Thái kem lớn 8.000 đồng, kem nhỏ 4.000 đồng và mít chợ là 3.000 đồng một kg. Các thương lái vào vườn cắt mít kem lớn 5.000 đồng một kg, kem nhỏ và mít chợ là 2.000 đồng. Giá mít tại tỉnh Long An, các vựa thu mua mít kem lớn là 8.000 đồng, kem nhỏ 4.000 đồng và mít chợ là 3.000 đồng. Thương lái tại tỉnh này thì vào vườn cắt mít kem lớn 5.000 đồng, kem nhỏ và mít chợ là 2.000 đồng. Giá mít tại các tỉnh Cần Thơ, Vĩnh Long và Hậu Giang, sáng nay các vựa cũng thu mua mít kem lớn là 8.000 đồng một kg, kem nhỏ 4.000 đồng và mít chợ là 3.000 đồng. Thương lái ở các địa phương này vào vườn thu mua mít kem lớn 5.000 đồng, kem nhỏ và mít chợ là 2.000 đồng một kg. Tại tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh, các vựa cũng thu mua lại mít kem lớn 8.000 đồng, kem nhỏ 4.000 đồng và mít chợ là 3.000 đồng. Theo đó, thương lái vào vườn cắt mít kem lớn 5.000 đồng, kem nhỏ và mít chợ là 2.000 đồng một kg. Giá mít Thái tại khu vực miền Đông ở các tỉnh Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước và Tây Ninh, sáng nay các vựa báo về cũng thu mua mít kem lớn 8.000 đồng loại 9 kg, kem nhỏ và mít chợ 4.000 đồng một kg với loại mít 5 kg. Tại khu vực Tây Nguyên, giá mít Thái được các vựa thu mua kem lớn là 7.000 đồng, kem nhỏ 4.000 đồng và mít chợ là 3.000 đồng. Thương lái vào vườn cắt mít kem lớn là 5.000 đồng một kg, kem nhỏ và mít chợ là 2.000 đồng một kg. Thưa các bạn, với giá mít chợ loại 1 được các vựa ở đồng bằng sông Cửu Long thu mua từ 5.000 đến 6.000 đồng một kg, mít chợ loại 2 thì từ 3.500 đến 4.000 đồng một kg. Còn các thương lái thu mua tại vườn với mít chợ loại 1 là 3.000 đến 4.000 đồng, mít chợ loại 2 là 2.000 đồng một kg. Thưa các bạn, hiện nay nhiều nhà vườn ở đồng bằng sông Cửu Long đang chuẩn bị bước vào thời điểm thu hoạch mít Thái. Thế nhưng trước tình trạng mít Thái giảm, người dân nói rằng hết ham trồng mít. Bên cạnh đó, nhiều nông dân trồng mít Thái với diện tích lớn ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay nhận định giá mít Thái tiếp tục rẻ bền vững nếu tình hình kiểm soát dịch bệnh COVID-19 ở Trung Quốc không xuất hiện tín hiệu tích cực và chừng nào các cửa khẩu Việt Nam-Trung Quốc còn bị ách tắc, việc thông quan hàng hóa nông sản còn ùn ứ thì giá mít Thái trong nước chưa thể bật tăng được. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật giá mít Thái hôm nay, ngày 13 tháng 4. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.